Dạ em Rồi Hoài Thương mến chào tất cả quý cô chú và anh chị đã và đang theo dõi kênh của em Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh. Dạ thì nếu hiện tại quý cô chú và anh chị mình đang có nhu cầu cần tìm mua nhà khu vực Giáp Bình Chánh ở hướng quốc lộ 1A hay hướng quốc lộ 50 thì nhớ bấm like và đăng ký kênh của em nha. Mỗi ngày trên kênh em sẽ đều cập nhật nhiều mẫu nhà với nhiều phân khúc giá khác nhau từ 300 triệu, 500 triệu, 700 triệu, 1 tỷ và trên 1 tỷ với nhiều mẫu mã đa dạng để cho quý cô chú và anh chị có nhiều sự lựa chọn sớm tìm ra được căn nhà ưng ý nhất cho gia đình mình. Dạ thì tất cả các video mà em thường cập nhật trên kênh trong đó đều là những thông tin thật và chính xác nhất, cụ thể từng chi tiết để cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo đỡ phải mất thời gian. Dạ thì tiếp tục ngày hôm nay em thường lại gửi đến cho quý cô chú và anh chị cùng tham khảo thêm một mẫu nhà được xây dựng riêng lẻ theo kiểu mái Thái với diện tích là ngang 4m4 dài cho 24m5 nằm gần khu công nghiệp Cầu Tràm. Căn nhà này thì ban đầu do gia chủ tự mua đất tự xây dựng nên làm rất là chắc chắn và kiên cố nhằm mục đích là sẽ ở, nhưng hiện tại không còn nhu cầu ở nữa, muốn bán lại cho quý cô chú và anh chị với một mức giá rất là hợp lý. Dạ thì để không làm mất thời gian của quý cô chú và anh chị nữa, ngay bây giờ em thương mời quý cô chú và anh chị mình vào tham quan không gian bên trong ngôi nhà cũng như là tìm hiểu công năng sử dụng của ngôi nhà này như thế nào. Ngôi nhà của mình thì được chừa một khoảng sân trước rất là rộng rãi, quý cô chú và anh chị mình có thể đậu vừa ô tô hoặc là rất nhiều xe máy, thêm một bộ bàn ghế nữa. Xung quanh thì được rào lại bởi hàng rào sắt và được trang bị sẵn một lớp cửa cổng 4 cánh. Phần sân thì cũng được lót gạch rất là sạch sẽ, được chọn loại gạch chống trơn trượt để lá. Nhà thì được xây dựng hoàn toàn trên đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng hiển thị đất thổ cư rất là rõ ràng. Ngôi nhà này thì ban đầu gia chủ xây dựng nhằm mục đích là sẽ ở nên các chi tiết làm rất là tỉ mỉ và chắc chắn. Toàn bộ bên trong ngôi nhà thì đã được ốp lát gạch rất là sạch sẽ, cửa chính ngôi nhà được chọn là loại cửa 4 cánh bằng sắt kính cường lực. Trần nhà thì được làm là trần lá phong thạch cao dự cấp, xung quanh thì được trang trí bởi những bóng đèn lon, đèn led và đèn thả, làm cho không gian phòng khách thêm phần sang trọng hơn. Không gian phòng khách thì rất là rộng rãi, quý cô chú và anh chị mình có thể thoải mái bố trí nội thất theo nhu cầu cũng như là sở thích của gia đình mình. Các ổ điện, đường dây điện bên trong ngôi nhà thì toàn bộ đã được âm tường rất là an toàn, điện nước thì đều được lắp sẵn rất là đầy đủ, đường trước nhà của mình là đường 6m chuẩn bị được đổ nhựa rất là sạch sẽ. Từ vị trí nhà mình mà di chuyển ra hướng đầu đường khoảng tầm 300m thôi là quý cô chú và anh chị mình có một số tiện ích như là các quán ăn, các quán cà phê, các hàng quán, các nơi bán thực phẩm để cho mình tiện việc nội trợ mua sắm. Dạ thì nếu quý cô chú và anh chị mình muốn đầy đủ hơn thì mình di chuyển ra chợ, từ nhà mình mà ra chợ thì khoảng tầm 1 cây số nữa thôi. Xung quanh đó thì có đầy đủ rất là nhiều tiện ích. Với chiều dài của ngôi nhà là gần 25m, không gian phòng bếp chừa cho quý cô chú và anh chị mình rất là rộng rãi, được gắn sẵn cho mình một kệ tủ bếp dưới cũng như là bồn rửa, mặt bếp thì được ốp gạch sạch sẽ, được dán gạch cao hơn để quý cô chú và anh chị mình khi nấu ăn có lỡ văng vắng thì mình cũng rất là dễ lau chùi. Các ổ điện, đường dây điện cũng đã được chừa sẵn cho mình luôn. Với một chiều dài rộng rãi và tuyệt vời như thế này thì chắc chắn rằng gia chủ sẽ thiết kế cho mình một không gian phòng ngủ ở dưới tầng trệt. Nhà mình mà nếu có người cao tuổi ngại việc leo trèo cầu thang thì mình có thể sử dụng không gian phòng này cũng rất là tiện, đỡ phải leo trèo cầu thang vất vả. Mời quý cô chú và anh chị cùng em thương mình vào tham quan căn phòng này nha. Thì căn phòng này với diện tích khoảng tầm 13-14m2, cỡ này thì quý cô chú và anh chị mình có thể đặt vừa một cái giường, thêm một kệ tủ quần áo. Các ổ điện, đường dây điện cũng đã được chừa sẵn, bên trong thì được ốp gạch, dán gạch cao lên tới 1m5, rất là sạch sẽ. Dạ thì căn nhà này hiện gia chủ đang rất kẹt tiền, cần tiền, muốn bán gấp để lại cho quý cô chú và anh chị mình với mức giá là 1 tỷ 980 triệu còn thương lượng. Nhà mình thì đã có sổ hồng riêng sẵn sàng, quý cô chú và anh chị mình mua là có thể đi sang tên công chứng luôn trong ngày thanh toán. Nhà của mình thì được thiết kế là có sân trước, sân sau, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có ban công giếng trời rất là đầy đủ. Đây là không gian ở dưới phần sân sau. Phần sân này thì bên trên đã được làm mái che cho mình, chừa ra một khoảng trống để mình có thể đón nắng phơi đồ. Ở không gian phần sân sau này có thiết kế cho mình một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Nhà vệ sinh này bên trong cũng được ốp lát gạch rất là sạch sẽ, rộng rãi, thoải mái. Được gắn sẵn cho mình một bồn rửa tay, bồn vệ sinh, vòi hoa sen thì cơ bản đều được lắp sẵn cho mình rồi. Dạ thì đối với căn nhà này, nếu thiếu hụt tài chính, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình vay từ 50 đến 70% giá trị của căn nhà. Dạ thì cụ thể là nếu quý cô chú và anh chị đang có tài chính trong tay khoảng tầm 8 đến 900 triệu là mình có thể mua ngay căn nhà này rồi. Phần còn lại thì mình sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay, lãi suất vay như thế nào thì khi xuống xem nhà trực tiếp, nếu quý cô chú và anh chị cần tư vấn, em Thương sẽ hỗ trợ tư vấn để cho quý cô chú và anh chị mình hiểu rõ hơn. Dạ thì em Thương cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô chú và anh chị thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh của em. Nếu trong thời gian qua quý cô chú và anh chị mình ngày ngày theo dõi mà vẫn chưa tìm được căn nhà nào ưng ý hay phù hợp với gia đình mình hết thì cũng đừng ngại, hãy gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo với em. Em sẽ hỗ trợ tìm giúp cho quý cô chú và anh chị mình một căn nhà phù hợp với nhu cầu cũng như là tài chính của mình nhất.
Dạ thì mỗi ngày em Thương chỉ mong nhận được nhiều sự yêu thương từ quý cô chú và anh chị hơn, nên là những thông tin mà em Thương truyền tải đến cho quý cô chú và anh chị đều là những thông tin thật và chính xác nhất để cho quý cô chú và anh chị cùng tham khảo và đỡ phải mất thời gian. Dạ thì hiện tại em Thương đang di chuyển lên không gian ở trên lầu để cho quý cô chú và anh chị mình cùng quan sát các thiết kế. Lối đi cầu thang thì được chừa rất là rộng rãi, được ốp lát gạch sạch sẽ, tay cầm bằng gỗ châm xe, kính cường lực rất là chắc chắn. Không gian trên lầu thì thiết kế cho mình là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh được đặt ở giữa, tiện cho việc sử dụng chung luôn của cả hai phòng. Nhà vệ sinh ở trên lầu thì bên trong cũng được ốp lát gạch sạch sẽ, được gắn sẵn cho mình một bồn rửa tay, bồn vệ sinh và vòi hoa sen, cửa được chọn là loại cửa nhôm, kính mờ. Dạ thì để tiếp tục chi tiết của ngôi nhà, mời quý cô chú và anh chị cùng theo chân em Thương mình qua tham quan hai căn phòng còn lại. Căn phòng này thì với diện tích rất là rộng rãi, được chừa cho mình một ô cửa sổ, bên trên thì được đóng trần la phong rất là mát mẻ. Với căn phòng này, quý cô chú và anh chị mình có thể thoải mái bố trí nội thất theo nhu cầu của gia đình mình cần sử dụng. Các ổ điện, đường dây điện bên trong thì cũng đã được chừa sẵn. Vị trí chính xác của ngôi nhà này là thuộc xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nhà mình cách khu công nghiệp Cầu Tràm chỉ một cây số nữa thôi. Dạ thì nếu hiện tại quý cô chú và anh chị đang ở các quận trung tâm thành phố mà mình muốn xem trực tiếp ngôi nhà này thì mình cứ di chuyển theo hướng quốc lộ 1A, rẽ vào đường Đinh Đức Thiện, chạy tới khu công nghiệp Cầu Tràm. Em sẽ ra đón quý cô chú và anh chị mình vào xem đúng căn nhà này. Dạ thì ngoài ra nếu quý cô chú và anh chị có nhu cầu muốn xem thêm vài căn để cho mình có sự lựa chọn thì em Thương cũng sẽ hỗ trợ tư vấn giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị mình xem thêm vài căn phù hợp với nhu cầu cũng như là tài chính của mình nhất. Dạ còn đây là căn phòng cuối cùng. Căn phòng này thì với thiết kế chừa cho mình một ô cửa sổ và một lối đi ra ban công. Ban công bên ngoài thì cũng được rào lại bởi những thanh sắt rất là kiên cố và chắc chắn. Dạ thì nãy giờ toàn bộ những thông tin mà em Thương chia sẻ đến cho quý cô chú và anh chị đều là những thông tin thật 100% cũng như là về mức giá, về vị trí và về pháp lý. Dạ thì giá của mình là 1.980.000.000 sổ hồng riêng. Giá này quý cô chú và anh chị mình nếu thiện chí chốt nhanh thì gia chủ sẽ chịu toàn bộ chi phí sang tên công chứng cũng như là sẽ bớt một xíu để cho quý cô chú và anh chị mình lấy lộc nhà mới. Dạ thì em Thương cũng cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã dành thời gian xem hết video của em ngày hôm nay, cũng như chúc cho tất cả quý cô chú và anh chị có nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thuận lợi và đặc biệt sớm tìm ra được căn nhà ưng ý phù hợp nhất cho gia đình mình có nơi an cư lập nghiệp. Dạ chào tất cả quý cô chú và anh chị, hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị trên video mới nhất của kênh Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh.